Vâng, Hitty tới được game thủ chim sẻ nắng những bước giò đầu tiên. Vâng, tránh chuẩn Duy Khánh nhá. Cami lấy vợ chưa? Em lấy vợ rồi anh em ơi. Vâng, hit full và hit baby. Một trận đấu mà gỗ đầu là khá gần dành cho game thủ chim sẻ. Và tất nhiên là sẻ sẽ lại đến cung thôi. Và như vậy là hưởng báo về đủ đô này. Ngon này. Chúng ta cùng xem hưởng một tí đi. Tua nhanh lên cái này. Chào kính hoa lan nhé. Vâng, tua nhanh là sao được anh em, bởi vì đây là trực tiếp. Vâng, có cách là bạn tua lại trận trước. Vâng, tua lại trận trước xem đánh nhau, sau đấy thì quay lại trận này xem đánh nhau tiếp là đẹp. Bởi vì đây là chúng ta đánh trực tiếp thôi mà. Thực ra cái đế chế đời ba không thành này thì kể ra cũng nó cũng là một cái là cũng hơi dở chỗ đấy nhỉ. Chính xác thì anh em hôm nọ có cái kèo mà đánh tự do mà có thành tròi ấy, có khi là cũng hay. Bo thành và được cái đánh nhanh hơn, đỡ buồn ngủ hơn. Bởi vì thời gian đầu tiên nếu đánh được ba không thành thì thời gian đầu tiên là thời gian ép đời. Cái mình còn like MU nữa không thấy em không anh ơi. Nhưng mà tầm này mà không, nhưng mà bây giờ căn bản là mình like MU thực ra cũng có người gọi đấy, nhưng mà like MU nó cũng kiểu mình không muốn chơi nữa. Còn chơi nó không cảm hứng nữa, không thích like lắm. Thắng trận này tặng đan 200k đêm nha. Cảm ơn Nghĩa Hà nha. Em không phải là đan anh ơi. Oa, cái gì đấy? Máy của chim sẻ vừa làm cái gì đấy nhở? Vâng, 21/24, hình như là có tình huống cầm vợ, hình như có tình huống câu tranh voi. Đưa được con voi này về. À, đây rồi, có dân của cái tổ dân thứ, nhưng không được đâu sói ơi, không được đâu. Nhưng sẻ đủ đầu chưa? Vấn đề là sẻ đủ đầu chưa anh em ơi? Đây rồi, hay quá. À, bán xe cũng chưa đủ đồ. Khá xấu. Chắc là xem Limbo một dạng lặn bắt đầu à? Kiểu chán rồi anh em. Bây giờ chỉ like những con game có tí gọi là giờ hay, giống như kiểu đế chế này, liên minh FIFA thôi. Anh em muốn em like cái đấy thì em like thôi, chứ bây giờ like mở cú xuống này đi cày bot thì cũng hơi nhạt. Xin mời anh em chúng ta sẽ đến với màn quảng cáo em nhá. Umanzel, thuốc dạ dày chữ Y, giải pháp hoàn hảo cho những anh em đang bị mắc các bệnh liên quan đến dạ dày. Sản phẩm có những ưu điểm nổi bật như giảm nhanh cơn đau dạ dày, các triệu chứng ợ chua, ợ hơi, nóng rát thường vị, trào ngược chỉ sau 5 đến 10 phút. Bảo vệ niêm mạc dạ dày trước những tác động của đồ uống có cồn, đồ ăn cay nóng, đồ ăn nhiều dầu mỡ. Tiện lợi khi sử dụng, xẻ tối uống ngay. Thuốc có vị bạc hà dễ uống. Sản phẩm được bán rộng rãi ở các nhà thuốc trên toàn quốc. Thuốc dạ dày chữ Y, Umanzel, giảm nhanh cơn đau, dạ dày mau khỏe. Rồi, như vậy là chúng ta đã cùng vâng, quay trở lại với màn máy của Văn Hưởng, BMO. Vẫn đang thiếu chút đồ. Vâng, thông tin báo về là Sơn Tứ chết hai dân vài siêu xấu á. Nhưng mà bài của sẻ không đẹp ấy. Lên được đời em. Chắc là vẫn lên được đời. Bài này thì khả năng phải kích cuối 10 và chớm vào 11 một chút. Vẫn đủ đồ nhỉ? Vẫn đủ đồ. Ôi, như vậy Xuân Thứ đập lô ra nhà của game thủ Văn Hưởng nhá. Ui. Tươi.
hình như là có tí thơm thơm, có tí mùi cái mùi thịt xuân thứ thơm lắm anh em ạ. Và như mùi chim sẻ phút thì chết chết rồi. Em ăn lườn ngỗng của chim sẻ cho anh em, cũng thơm như vậy. Lườn ngỗng hun khói. Thơm này, tôi cảm giác là thịt xuân thứ đang thơm lắm nhá, đang hun khói nhá. Ủa, sao không sẻ không? Đấy, có đây con voi, chỗ này có 3 voi luôn. Sao lại mùi mít, tưởng là mùi chim sẻ phút chứ. À, máy có rẻ 27. Xuân thứ lên đời rất muộn trận này nhá. Và xuân thứ còn gì nhá, xuân thứ cầm phô. Đấy, về lớp cầm hiti đánh cung thôi. Ơ, à, cái ở điểm đầu tiên là không có áp lực gì đâu. Lớp hit. À, đây rồi, xẻ đang chạy qua nhà xuân thứ khám tình hình. Ui, hôm nay ông xuân thứ không mang cả dân gỗ đi đâu này. Ôi giời, đây rồi, chọc nó đi em ơi, chọc đi em ơi. Mày quá, như vậy là lực vẫn khỏe. Vâng, tự dưng lại vâng lại tự dưng lại có món vâng xin xẻ phút mang tên xuân thứ thế này. Ngon thế. Không thứ thì chưa lên đời đấy. Xuân thứ di cư từ đời 2 các bạn, thêm chuyển nhà kinh thế. Vâng, chuyển nhà sớm kinh khủng luôn anh em ạ. Và không biết là nhà Xuân thứ ở đâu luôn. Đây rồi, trốn đi đâu? Trốn đi đâu hả Thứ ơi? Trốn đi đâu mà có giò chọc á, không công giáp cái gì? Không công giáp với cả chúng tôi, đứng lại. Ma phần. Nào, như nào? Cùng tê sẻ, vâng tê sẻ có giáp luôn có được không? Kìa, yeah, đi qua đồng hưởng này. Vâng, đúng là nó chạy hết sang nhà 2 rồi, nhà đấy nhà 2 sẻ. Cứ đuổi thôi, cứ đuổi thôi. Kìa, yeah, cẩn thận, ở nhà, ở bãi nó anh à. Một chiếc bao đi. Pha vé khá tốt đây, cái thủ chim sẻ nhưng vẫn chưa được. Ở đây rồi, đứng chân, dừng chân đứng lại, trời non nước. Một mảnh tình duyên ta với ta. Vẫn đang đứng lại anh em ạ, đi một bộ mỏi chân quá. Vẫn đang đi, chúng ta vẫn đang đi bộ, vẫn đi bộ với nhau. Sẻ cũng đang chỉ đi bộ thôi. Sẻ không có ngựa anh em ơi. Đó, để tôi xem máy của Hưởng nào. Thế thì khả năng nó chạy lên 12 giờ rồi. Chắc chắn nó 12 giờ rồi được chưa? Tí nữa lên 12 giờ mà tìm đi. Hoặc không thì anh em úp luôn lớp đi cũng được đấy. Khả năng úp luôn. Thế thì chạy lên 12 giờ mà tìm. Nếu như tìm, nếu như muốn tìm thứ thì chạy ăn thứ trên 12 giờ. Còn mỗi chỗ 12 giờ thôi, sẽ tìm hết nhà rồi. Vâng, tình huống vậy rất tốt của đội chim sẻ. Sẻ đấy có thể tìm vào góc 9 giờ để tìm. À không, như vậy đây. Wow, ăn rất gần với nhà của game thủ. Vâng, rất gần với nhà của game thủ Văn Hưởng thôi. Rất nhiều đông dân của đội bạn Hàn Nam Xuân. Nhưng nó có 4, ít nhất là 3 hay 4 con dân gì đấy. Con tê của sẻ đuổi chạy 12 giờ chưa. Vâng, 42/60. Nhưng sau tuần này thì Xuân Thứ cũng đã chết khá nhiều rồi. Sẻ đấy vẫn đang đấu cân quần với lớp thôi. Và đợi Văn Hưởng sang nữa là Big Queen. Này đều đều đánh xe là được rồi, cần gì cho một con lạc đà đấy lanh quanh đi cũng được. Vậy khá quá nhở. Khá nhở. Vâng, cậu Hưởng của chúng ta. Vâng, như vậy là đang vừa khen xong cái ông đen luôn con lạc đà cho nó mát. Khổ thật sự đấy. Rồi, quay trở lại với máy của game thủ chim sẻ. Đúng là xem nghệ sĩ hài em ạ, kể cả là thắng chặt rồi mà tôi có cảm giác nó có cái gì đấy nó buồn cười. 48/60. Bánh xe chưa? Vâng, chào anh Sinh Hoàng nhá. Thôi, thứ chết mất 2 lần rồi. Ô đi. Để trận này bài yếu nhưng mà sẽ cho hay một hai con cung đờ chạy ra nhà chính của Thứ đấy. Thì đâu lại Thứ nó lại hồi ở nhà chính rồi. Đây, Thứ đóng lờ ở đây rồi. Kìa, yeah, nhà lớp nhà, à nhà của có biến kìa. Vào đi. Sờ Hưởng vào nhà của lớp đi là được rồi, còn sẻ thì đỡ được nhà không thì nhà của sẻ thì cũng lắm chạy có gì đâu. Đứng trên dốc lại đấu là chơi là được. Còn cái này thì nó là đơn giản. Vâng, sẻ thì thật anh em, cái lý thuyết cơ bản này thì không cần phải nói nhiều rồi. Đứng trên dốc, bắn chim chim ở nhà của game thủ
Về lớp chắc chắn mất. Lượng lạc đà này thì nói thật anh em, cho lớp bọc tiếng cánh cũng không thể đỡ được nhà. Vâng, cho mỗi con cung R lắp thêm khẩu súng máy cũng không thể đỡ được nhà, được chưa? 44/56 vào. Bổ luôn. Vâng, chấp lắp thêm khẩu súng máy cho con cung R đấy, đỡ hộ. Chắc chắn bung nhà rồi. Dành cho game thủ về lớp. Vâng, sang đi, kệ sang thôi. Vào. Bánh xe chưa? Bánh xe đi. Ô, nó sang đi, ngoài nó fit dân bây giờ. Như vậy là Hưởng đang rất tự tin, Hưởng không thèm nâng bánh xe luôn. Một trận đấu Hưởng 2L đều không nâng bánh xe. Thông tin báo về là lớp lại kéo về giữa bản đồ. Lớp đang quay cuồng trong dòng đời giông bão. Không biết là nên ôm Hưởng hay là ôm sẻ hay là sẽ đi về đỡ nhà. Khó cho lớp quá. Vâng, anh em đánh cái này khó cho anh lớp cháu gà quá. Vâng, anh lớp đang không biết phải là về thủ nhà hay là đi công hay là đánh thủ hay như thế nào cả. Mà lớp quyết định là về thủ nhà. Về đủ thì cũng chết. Về thủ cũng chết ở thời điểm đánh em ơi. Tham 41/56 bắt đầu lọt vào ruộng chính của Vlop. Bổ thôi, lớp anh, dân của anh lớp chết như gà gạ rồi. Chim sẻ thì đưa thắng xong rồi lao lên bắn. Và cứ thế thôi, thế là xong. Tỷ số là 7-2, chúng ta ở kèo đấu này. Quá đơn giản. Một trận đấu mà dân ứ lên đời quá muộn màng khiến cho... Vâng, khiến cho game thủ Vlop bị quay cuồng giữa dòng đời giông bão. Vâng. Cùng anh đứng, vâng, cùng lớp đứng giữa bản đồ và không biết nên công hay nên thủ.